nhà bác nào mà có cây cảnh, cây ăn quả các thứ không ạ? Đấy, cái lực tay của em tiếp xúc ở đây nó rất là nhẹ nhàng các bác ạ. Đấy, nó không hề có một cái gọi là mỏi, cái này thì làm cả ngày các bác. Chị em phụ nữ làm tốt luôn. Đó, thay vì chúng ta sử dụng những cái kéo bằng cơ kia đúng không ạ? Mà nhà chúng ta mà có những cái diện tích cà phê ví dụ trong miền Nam có những cái. Xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác mẫu cắt cành của thương hiệu Ucan. Đây là cái con này thì nó sẽ kèm theo là hai pin 5 cell cùng một sạc. Đó, mà con này thì chúng ta sẽ sử dụng để gia đình nhà bác nào mà có vườn nương rẫy hoặc là cành cây cảnh hoặc cây ăn quả, chúng ta sẽ mua con này về để chúng ta sử dụng thay thế cho cái con kéo cắt cành bằng cơ. Đấy, chúng ta nhiều khi bóp bằng cơ thì nó rất là đau tay, rất là mỏi tay mà công việc của nó thì sẽ không hiệu quả lắm. Đấy, con này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta sử dụng nên là chúng ta sử dụng lực của nó vừa phải, chúng ta chỉ cần bóp cái cò này là chúng ta đã sử dụng được rồi, mà chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều lực, nó đỡ bị đau tay và làm việc thì nó rất là hiệu quả. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thông số kỹ thuật của nó trước khi em test con máy này các bác nhé. Đó, đầu tiên thì nó là hãng của Ucan này với model là 2025, được chưa? 2025. Và con này thì nó cái phần mở lưỡi tối đa của nó thì sẽ được là 40mm và cắt gành tối đa sẽ là 33mm các bác nhé. Đó, được chưa? Con này thì chúng ta khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên nhỏ dầu mỡ nhất vào đây và sau khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ vệ sinh đi để cho nó tránh tình trạng bị rỉ sét các bác nhé. Đó, đây là hàng chính hãng của Ucan thì sẽ có logo đúc nổi đây các bác nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ test thử luôn. Và bây giờ chúng ta muốn mở máy lên thì chúng ta sẽ bấm và giữ cái nút ở dưới đây. Đó, nó sẽ sáng cái đèn đây lên thì chúng ta sẽ sử dụng được các bác nhé. Rồi, rồi em sẽ cắt tỉa trước cho bác mấy cành nó nhỏ nhỏ trước nhé. Đó, rất là mềm luôn, rất là ngọt luôn. Được chưa? Rồi, em có cái cành ở dưới đây, nhặt lên em cắt cho các bác xem. Đây. Đó. Đó, nhà bác nào mà có cây cảnh, cây ăn quả, các thứ đúng không ạ? Đấy, cái lực tay của em tiếp xúc ở đây nó rất là nhẹ nhàng các bác ạ. Đó, nó không hề có một cái gọi là mỏi, cái này thì làm cả ngày các bác. Chị em phụ nữ làm tốt luôn. Đó, thay vì chúng ta sử dụng những cái kéo bằng cơ kia đúng không ạ? Mà nhà chúng ta mà có những cái diện tích cà phê ví dụ trong miền Nam có những cái cây diện tích cà phê hoặc cây ăn quả nó lớn đúng không ạ? Chúng ta sử dụng những cái kéo cắt cành bằng cơ thì nó rất là mỏi các bác nhé. Đấy, chúng ta sẽ mua cái con này về chúng ta sử dụng. Đó, được chưa? Đây, em cắt cái cành nó lớn hơn một chút nhé. Đây, cành này nó lớn này. Những cái cành lớn này thì nó sẽ phù hợp vào những cái kéo mà nó có cái độ lớn hơn. Nên bây giờ em sẽ vẫn cứ test thử cho các bác xem nhé. Đây, em sẽ nắm em cắt thử này. Đó, vẫn được. Đấy, như cái này thì em hơi ép tải nó nhé các bác. Cái này thì em hơi ép tải nó. Đấy, nhưng mà vẫn cắt được. Được chưa? Đó. Đó, vẫn cắt tốt các bác nhé. Đó, được chưa? Đây, cành này khá là lớn. Các bác nhìn đi, nó khá là lớn luôn. Đây, nó quay đây, quay trực diện. Đây. Đấy, rất là lớn luôn. Đấy, nhưng mà em vẫn cắt được. Đó. Được chưa? Ngọt như mía lùi luôn các bác nhé. Đó. Được chưa các bác? Chúng ta khi sử dụng xong thì chúng ta hãy vệ sinh sạch sẽ và tra dầu cho nó, được chưa? Và khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ tắt đi để đảm bảo an toàn. Chúng ta sẽ dí nút này. Đó, nó sẽ tắt các bác nhé. Này. Rồi, khi đèn nó tắt đây thì nó sẽ tắt, chúng ta sẽ không sử dụng được nữa để an toàn đúng không ạ? Và khi chúng ta muốn an toàn hơn nữa mà muốn cho bền hơn nữa thì chúng ta hãy tháo pin ra các bác nhé. Đó, được chưa? Con này thì bên em đã có bán cả thân máy các bác nhé. Bên em có bán cả thân máy nên các bác nào mà có pin chân phổ thông, chân M21 rồi thì chúng ta chỉ cần mua cái thân máy về thôi để chúng ta sử dụng. Và bác nào quan tâm đến sản phẩm này của bên em, kéo cắt cành chạy bằng pin của bên em thì vui lòng liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388 để em hỗ trợ tư vấn cho các bác lựa chọn về sản phẩm để chúng ta sử dụng các bác nhé.